Mời quý vị và các bạn cùng đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, những buổi ra ngoại đi bơi hoặc đi du lịch cùng với gia đình, bạn bè vào những ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần là khoảng thời gian giúp bạn thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên sau những buổi đi chơi này, làn da của chúng ta trở nên đen sạm, khô ráp, thậm chí có thể bị tổn thương nặng nề do cháy nắng. Hãy sử dụng một trong những mẹo nhỏ sau đây để làn da của bạn nhanh chóng được phục hồi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Rửa mặt bằng nước lá trà xanh. Trà xanh chứa nhiều chất catechin và flavonoid. Những chất này có tác dụng xoa dịu cảm giác nóng rát do cháy nắng và giúp khôi phục các tế bào bị tổn thương, phồng rộp, đen sạm, hiệu quả. Chính vì vậy, nếu da bị cháy nắng, bạn có thể tận dụng nó để khôi phục lại sức sống và vẻ đẹp cho làn da của mình. Chỉ cần sử dụng nước lá trà xanh đã nấu, thoa lên da mặt khoảng từ 5-10 phút, một ngày thực hiện hai lần để làn da nhanh chóng hồi phục hoặc dùng bột trà xanh để đắp mặt nạ cũng rất tốt. Thoa mật ong, mật ong có tác dụng rất tốt trong việc phục hồi làn da bị tổn thương do cháy nắng. Bạn có thể sử dụng mật ong thoa trực tiếp lên da hoặc pha mật ong với một ít sữa tươi, không đường, lạnh rồi dùng bông tẩy trang thấm hỗn hợp lên da mặt. Cách này không chỉ giúp làn da nhanh chóng được dịu mát mà còn phục hồi hiệu quả. Làm dịu da với sữa chua Sữa chua không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe, hệ tiêu hóa và cả làn da của bạn. Bôi sữa chua không đường lạnh lên vùng da bị cháy nắng sẽ giúp xua tan cảm giác ngứa rát, giúp da mắt lạnh, hết mẩn đỏ. Không những thế còn trị được phần da đen do rám nắng. Sau khi rửa mặt sạch, bôi sữa chua lên da khoảng từ 5-10 phút rồi rửa sạch và dùng khăn mềm lau khô da. Đắp lòng trắng trứng gà, lòng trắng trứng gà cũng có tác dụng làm dịu và phục hồi những tổn thương trên da do bị cháy nắng rất hiệu quả. Sử dụng trứng gà ta, tách lấy lòng trắng và dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm dung dịch lên da mặt, sau từ 10 đến 15 phút rửa mặt lại thật sạch. Bôi gieo nha đam. Nha đam được biết đến như một loại thần dược giúp chăm sóc, nuôi dưỡng và làm dịu mát làn da nhờ khả năng kích thích tế bào da tái tạo, cung cấp độ ẩm, chống lão hóa, trị bỏng nên nha đam có thể giúp xoa dịu và đưa làn da cháy nắng trở về trạng thái ban đầu. Sử dụng một nhánh nha đam nhỏ, cắt bỏ phần vỏ, cạo lấy lớp gel bên trong, bôi lên da hoặc cắt phần thịt nha đam thành những miếng mỏng đắp lên da trong 15 phút rồi rửa sạch. Đắp mặt nạ cà chua, khoai tây. Cà chua là loại quả không chỉ rất tốt cho sức khỏe mà nó còn mang lại tác dụng rất tốt cho làn da, đặc biệt là giúp làn da cháy nắng phục hồi rất nhanh chóng. Bạn có thể dùng cà chua cắt lát mỏng đắp lên vùng da bị cháy nắng hoặc sử dụng nước ép cà chua thoa lên da. Khoai tây có khả năng làm dịu làn da cháy nắng, đánh bật các vùng da đen sạm, cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng da mềm mại, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Thành phần axit pantothenic và các vitamin A, C Nhóm B trong khoai tây có thể trả lại cho bạn làn da trắng khỏe ban đầu. Sử dụng khoai tây đã hấp chín, nghiền nhuyễn, trộn với một ít sữa tươi không đường, một lượng thích hợp. Sau khi rửa mặt sạch, thoa hỗn hợp lên da, sau 15 phút rửa lại thật sạch với nước lạnh. Những điều cần lưu ý, ngoài ra bạn nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bởi lúc này da rất dễ bị tổn thương. Sử dụng kem chống nắng khi ra khỏi nhà, uống nhiều nước và ăn nhiều loại rau xanh, trái cây để cung cấp vitamin nuôi dưỡng và phục hồi da nhanh chóng. Không nên tẩy da chết trong thời gian da đang cần phục hồi. Tránh tự ý lột da ở những vùng da bị tổn thương mà hãy để cho nó tự bong chóc một cách tự nhiên. Và điều cuối cùng, bạn nên có một chế độ chăm sóc đặc biệt sau khi da hết bị mẩn đỏ và đau rát bởi lúc này da sẽ chuyển sang đen sạm. Vì vậy, bạn nên sử dụng các loại mặt nạ dưỡng ẩm, các loại kem dưỡng ẩm, kem làm trắng da để làn da nhanh chóng, trắng sáng, mịn màng. Trong một thông tin sức khỏe ngày mai của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thực phẩm chống say nắng hiệu quả cho mùa hè. Mời quý vị và các bạn chú đón xem.